Chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Phi Vân, tôi đã từng là CEO toàn cầu của nhiều tập đoàn, cố vấn của nhiều chính phủ và gần đây là tôi đã khởi nghiệp và đang quản trị các cái doanh nghiệp của mình. Thì đến với khóa học lần này thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái phương pháp tiếp cận mà tôi đã sử dụng rất nhiều trong việc quản trị cũng như là vận hành các đội nhóm của mình trong tất cả các doanh nghiệp mà tôi đã tham gia. Đây là phương pháp tiếp cận gọi là tư duy thiết kế, lấy con người làm trọng tâm. Trong cái khóa học lần này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn hai vấn đề thứ nhất là cái tâm thế của người sử dụng, thứ hai là chúng tôi sẽ đi qua một cái phương pháp gồm 5 bước trong tư duy thiết kế để giúp các bạn có thể từng bước giải quyết những vấn đề của mình. Thì 5 bước này nó bao gồm: bước thứ nhất là empathize, thấu cảm; bước thứ hai là define, tức là xác định vấn đề; bước thứ ba là chúng ta ideate, tức là xây dựng những cái ý tưởng khác nhau; bước thứ tư là chúng ta prototype, nghĩa là chúng ta làm ra một mẫu thử để mà đánh giá cái ý tưởng của mình; và cuối cùng là chúng ta bước thứ năm là chúng ta test, tức là chúng ta thử nghiệm cái giải pháp của mình đối với lại cái người tiêu dùng hoặc là cái đối tượng cuối cùng của mình. Tôi hy vọng là các bạn sẽ tham gia khóa học này.